Bách Bách Hợp đang dành mình với con thằng Ruby. Ruby mà phóng lên là Bách Hợp xử liền. Bách Hợp có thể xử luôn dàn kem. Bách Hợp là không xài ai hết, tại mình là dân ở du mục mà mình không biết mình là ai. Rồi nó trèo lên luôn hả? Nó trèo lên luôn hả? Gọi luôn đi, gọi hoài luôn đi. Cưng cưng. Còn ông đó đang bị tự kỷ nè các bạn, dặn như dành cha không được cái tự kỷ làm chó gì kìa. Nhỏ có. À tới thằng Ròm nữa, tới thằng Ròm xin ở với cha chút. Còn Bách Hợp làm gì đứng trên đây luôn rồi. Tiếu không các bạn? Đúng. Trời ơi, cái quần thể sinh vật của nhà mình này các bạn thấy không? Đó, giờ chiều mưa, quá mưa à. Rồi mưa lớn luôn rồi các bạn, lạnh luôn rồi. Chiều mưa tụi nó không có ra ngoài sân được, tự động tụi nó vô hết à, không có đứa nào vô sân hết. Rồi mưa gió ra ngoài đó, chị Mai vô con. Rồi có cái ăn viên của cá mà con, đâu phải đoạn của con đâu mà ăn. Giờ mới giãn cái giờ hết giãn à. Mưa gió ở đây ngồi là lâu. Gió lạnh nó lâu. Lâu biểu ai? Đây nè. Mưa gió vậy không có làm ăn gì được các bạn. Vẫn mưa. Tưởng đâu hết ai ngờ vẫn mưa. Cái lẻ cái lưỡi. Nhỏ nhất các bạn, nhỏ nhất là Lâm nhất đó nè. Giỡn với tôi hả? Lực sĩ rồi nè. Có cơ bắp rồi đó. Có cơ bắp rồi đó. À, cái khăn tắm của người ta. Rồi xong luôn các bạn. Vụ án này chắc làm 3 làm 4 rồi quá. Rồi làm 2 rồi. Bắt đầu là bây giờ là làm 2 rồi.
À, bây giờ là làm ba rồi. Chắc phải mướn dịch vụ phán xét chứ giờ không biết là ai là tác giả của cái khu vực này nữa. Rồi một miếng, một miếng đem đi bán đấu giá rồi. Trời mưa buồn quá mà. Trời mưa buồn quá, không biết không có gì chơi là lấy cái khăn của mình tắm rồi xé banh luôn rồi. Đi vô nè. Vô, tập trung với ai? Trong ngoài đó làm gì? Mưa gió. Rầm phá nữa. Rầm đang yếu trong mình mà cứ bài cho mấy đứa nhỏ này. Tại rầm nó nhí nhảnh lắm các bạn. Tại đứa nào cũng có một cái tuổi thơ rất là khổ. Nên tụi nó rất là đam mê thích chơi. Còn hai đứa ngoài kia, bé Mỹ bé Tây thì dành một miếng rất là nhỏ mà cũng dành nữa kìa. Đúng là không có gì để chơi nên buồn, dành tùm lum tà la. Ngủ đen trong nhà các bạn nên nó đang yếu mình cho nó ở trong nhà luôn. Nó lờ đờ nó lừ đừ các bạn. Cái tay còn băng chỗ mà chuyện nước biển. Đó, rồi tới anh Lucky làm chùm luôn rồi. Anh Lucky làm chùm. Mai đền nha, mai xúm lại người hụng trúc đền này cho tôi cái khăn nha. Để tôi tắm cho mấy người nha. Quá, tự nhiên cái mưa, mùa này mà mưa ghê. Chuẩn bị Noel tới mà mưa rần rần các bạn. Bão. Đó. Hai thằng trong chuồng đó mà vậy đó. Nên thằng sướng thằng ca á, mỗi lần mình về là thằng sướng thằng ca. Cái tối ngày đi kẹo này, ngày quốc kia vậy đó. Tức điên hiếp này ở cái thua dàn kem. Làm gì vậy, làm gì vậy? Vì đâu mà cái xóm này tập trung nhất cái đầu. Cái khăn tao đâu, cái khăn tao đâu? Tao đang nhai khăn mà. Rồi coi hút kỳ các bạn, coi hút kỳ kinh lúc kỳ kìa. Thôi xin dừng video đây các bạn. Thì trời mưa tụi nó không đi đâu được. Ở đây chơi với mình nè các bạn. Rồi bắt đầu cái xé khăn đồ nghiêm ngao rồi. Nó không thiếu đứa nào hết. Có mẹ mặt chứ, có mẹ mặt nãy giờ chắc lũi vô chuồng rồi. À mẹ mặt kìa, để mình phóng ra cho các bạn xem mẹ mặt. Đó mẹ mặt, ôi ta nằm em ra ta ngủ ngon lành. Có cái bố nằm là ngon lành. Thấy không? Ai lo phận ai, tôi đi ngủ. Thôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thôi xin chào.